Thì bố cứ gọi số hiện tại thế nào. Vâng, em mua cái hồng hết tiện phép luôn ạ. Cái hồng hết. Tôi là nhớ, đặt ngày xưa tôi đi thăm khám như bà cứ khẻ áo, cứ khẻ áo, cứ khẻ áo, còn giờ lấy cái hồng. Ừ, tôi đây tần hồng tôi bán được bao nhiêu tiền rồi đấy ạ? Vâng, làm mặt của bà ấy. Tôi hút. Tôi không hút, đứa trước tôi hút nhiều lắm thế nên đứa này tôi không hút nữa. Mà không hút đâu ông đẩy. Hả? Có ruồi to á? Cỗ to quá à? Chết dở rồi. Cầm hết ra, bắt ăn bằng hết. Vậy thì tắm, đi 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 t